sáng ngày 29 tháng 9, lễ khai mạc giải cầu lông học sinh sinh viên thành phố Hà Nội mở rộng tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô lần thứ 10 năm 2023 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Long Biên. Giải thu hút gần 1.200 vận động viên là học sinh, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông trên địa bàn thủ đô và các tỉnh thành lân cận tham gia. Giải cầu lông học sinh sinh viên thành phố Hà Nội mở rộng tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô lần thứ 10 là một trong những cái sân chơi lớn, là một trong những sân chơi hết sức có ý nghĩa đối với cả các bạn học sinh sinh viên thủ đô. Và đặc biệt trong giải năm nay thì có sự tham gia rất hưởng ứng, rất nhiệt tình của các bạn học sinh sinh viên ở các tỉnh thành lân cận Hà Nội. Và đây là cái cơ hội để các bạn có cơ hội được rèn luyện, được giao lưu, được học hỏi và tăng cường thêm cái tinh thần đoàn kết. Giải cầu lông học sinh sinh viên thành phố Hà Nội mở rộng tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô lần thứ 10 là hoạt động thiết thực kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô. Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023 đến 2028. Là giải thường niên uy tín, thu hút số lượng lớn vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên tham gia, giải cầu lông học sinh sinh viên thành phố Hà Nội mở rộng tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô lần thứ 10 trở lại với những trận cầu nảy lửa, kịch tính, nghiêm túc và công bằng. Chúng tôi mong muốn rằng, ban tổ chức mong muốn rằng là trong cái mùa giải sau, chúng tôi mong muốn là bây giờ liên quan hội nhập quốc tế, chúng tôi mong muốn là sẽ mời thêm các vận động viên quốc tế tham dự cái giải lần thứ 11 năm tới, và mong rằng là năm nay là ngày khai mạc và chắc chắn rằng cái giải chúng tôi sẽ thành công tốt đẹp. Ở chỗ em đã nhiều giải rồi, nhưng mà lần đầu tiên em rất là to. Sân chơi này là không quá cao, ai cũng có thể tham gia được ạ. Giải cầu lông nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, phát huy năng khiếu, tăng cường sức khỏe, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các trường và học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên. Giải diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao quận Long Biên, Hà Nội.